Chào các bác nhá. Em làm clip phối ghép giữa bộ âm thanh âm ly mà rằng mô đen là 1150 ghép với cả đôi loa Onkyo D77FRX. Nguồn phát thì em lấy nguồn nhạc từ YouTube nhá. Âm thanh thì em sẽ xuất tín hiệu nhạc số qua cổng USB từ máy tính, xuất sang thủ dàn mini Onkyo DFR7 để giải mã tín hiệu nhạc số, sau đó xuất tín hiệu từ nhạc số sang analog về âm ly nhá. Mời các bác nghe thử một cái đoạn nhạc ca sĩ Tí Hà. Đây là nhạc bài từ trên YouTube các bác nhé. Trùng bào tử lợn khuẩn này còn bền với nhiệt và axit dịch vị, ổn định trong suốt thời gian bảo quản và có hoạt tính kháng đa kháng. Tài năng lấy nhạc số từ máy tính này, xuất qua cổng USB về ủ dàn audio này, sau đó thì mình giải mã nhạc số sang tín hiệu analog, xuất sang âm ly nhá. Buồn thương em chờ mong.
nghe buồn dâng lên tiếng thơ. Hỏi anh có nhớ ngày xưa hai đứa cùng chung dệt mộng mơ. Nghe buồn dâng lên tiếng thơ. Hỏi anh có nhớ ngày xưa hai đứa cùng chung dệt mộng. Các bác đã theo dõi nha.